Khi mà một tour tham quan được kết hợp cùng công nghệ tạo ra những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và mới lạ thì chắc hẳn là sẽ kích thích sự tò mò và khám phá của du khách rồi đúng không ạ? Đó cũng chính là sự xoay chuyển trong việc vận hành và thích ứng của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào những trải nghiệm cho du khách khi ghé thăm bảo tàng. Bình phong của họa sĩ Nguyễn Gia Trí là một tác phẩm điển hình cho hội họa sơn mài Việt Nam. Vâng, quý vị đang được nghe những lời giới thiệu đến từ một thuyết minh viên vô cùng đặc biệt thông qua một ứng dụng ở trên điện thoại bằng công nghệ quét mã QR, chúng ta đã có thể thoải mái khám phá những hiện vật đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với giá vé là 90.000, bao gồm 40.000 phí vào cửa cộng thêm 50.000 để trải nghiệm những cái dịch vụ mới như thế này. Tour tham quan tại bảo tàng đang được xây dựng thử nghiệm ban đầu với thông tin về 100 hiện vật đang được trưng bày tại các không gian khác nhau bằng 6 thứ tiếng. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là với thời lượng tầm độ từ 2 đến 3 phút là vừa đủ cho du khách cảm nhận được cái vẻ đẹp của cái bức tranh đây hoặc là hiện vật đấy. Và ứng dụng này có một cái tính năng rất là đặc biệt. Trong tương lai các bạn có thể tham quan hệ thống tất cả bảo tàng chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh tại bất cứ đâu và bất cứ khi nào các bạn muốn. Với tổng thời gian truy cập ứng dụng lên tới 8 tiếng, các du khách sẽ có đầy đủ thông tin về sơ đồ bảo tàng, các phòng tham quan, những hiện vật nổi bật và vị trí trưng bày của hiện vật đó thông qua tính năng tìm kiếm. Trước đây thì mình vào bảo tàng thì cứ đi xem mà không có định hướng gì cả. Thuyết minh hỗ trợ như này thì giúp mình hiểu rõ hơn về tác phẩm, tác giả. Thì mình nghĩ đây là một cái sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại. Tôi đã đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trước đây rất nhiều lần. Khi tham quan thì tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng không ai có thể cho tôi một câu trả lời cụ thể và rõ ràng. Nhưng lần này khi tới đây, tôi sử dụng ứng dụng này và khi nghe thì tôi nổi da gà lên. Tôi rất thích thú bởi mình đã hiểu được những câu chuyện, tính lịch sử nằm phía sau mỗi tác phẩm này. Dự kiến trong tương lai, bảo tàng sẽ phát triển lên khoảng 10 loại ngôn ngữ và cập nhật thêm các thông tin về hiện vật để phục vụ du khách tốt hơn. Vâng, với 10 loại ngôn ngữ mà được phát triển thêm thì tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều người nước ngoài sẽ tiếp cận được đến nhiều hơn tới nghệ thuật của Việt Nam đúng không ạ? Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc Chuyển động 24 giờ trưa nay của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.